Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 5 triệu top cần có ký hiệu là MAN nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mà tôi làm tắt chatbot nha bạn. Rồi bấm bấm son này góp. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn son góp nè. Đây mình có góp xa không bạn. Rồi bấm vào mô tiên các bạn. Website tôi cần website rồi bấm bắt đắp lên các bạn. Rồi tiếp tục xin tiếp kênh seller nữa. Rồi bạn bắt đắp lên. Tiếp tục follow tờ Twitter và tờ Twitter. Các bạn copy hashtag này nha các bạn. Trên tờ Twitter này bạn theo dõi nè. Các bạn like nè. Các bạn chỉnh chỉnh cho tờ Twitter với hashtag. Và tăng 5 người bạn nha các bạn. Các bạn test vào nè. Các bạn tờ Twitter lên nè. Sau đó các bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục follow minimum nè. Các bạn chạy một xíu để trang minimum lock nha bạn. Trang minimum này nặng quá. Rồi trên minimum thì bạn follow nè. Rồi sau đó bạn bắt up lên. Tiếp tục cho anh tiếp kênh channel nè. Rồi tiếp tục bạn bắt up lên nè. Tiếp tục follow tờ Twitter. Và tweet nè. Rồi bạn like nè. Các bạn tweet lên nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Rồi bạn bấm vào research. Rồi bạn lướt trang các bạn, bạn coi cái bức ảnh này chữ gì thì bạn nhấp vào của đó các bạn. Card là cái điện thoại hết á. Card là một chiếc xe. Chữ card là chiếc xe nè các bạn, đúng rồi. Rồi dòng đầu tiên các bạn địa chỉ email bạn vào nè. Rồi tiếp tục gọi địa chỉ với BNB sở Marchen B20 trên chiếc chocolate mà. Bot này dễ chắc. Rồi tiếp tục các bạn gỡ đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Thì bạn mở tại Twitter mình ra nè. Các bạn nhấp vào anh avatar, nhấp vào một hồ sơ nè. Nhấp vào ba cạnh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sao chép liên kết gửi lại cho bot nè. Rồi sau đó bạn gỡ lên link Reweet nè. Thì bạn mở tại Twitter mình ra các bạn. Các bạn chia sẻ các bạn tại Twitter và tăng hashtag nè bạn. Gửi lại cho bot nè. Rồi sau đó nó hỏi có follow minimum ehelsonet nè. Submit interview. Rồi tiếp tục gửi đường link profile minimum mình nha bạn. Thì nhấp vào minimum nè. Rồi trên minimum thì bạn nhấp vào ba cho gạch trang đen này nha bạn. Rồi nhấp vào avatar mình nha bạn. Nhấp vào avatar mình cái nữa. Rồi bạn nhấp vào ba gạch cục nữa bạn. Rồi bạn sao chép đường link minimum mình nha bạn. Là cho bot. Rồi nó có son kênh channel không bấm may heo cho net nè. Có tờ quýt không bấm may heo cho net nè. Rồi sau đó bấm vào menu. Rồi sau đó bấm may balance sheet chết số cầm mình kiếm được. Ok mình đã nhận được 5 triệu tục cần man. Các bạn gì lên ghép mình sẽ trong bè và người thân đến tục cần các bạn. Vì video mình đến đây kết thúc. Mình chào tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.